vi bọ cạp 2025 cần cân bằng về tài chính. Theo tử vi cung bọ cạp 2025, năm mới sẽ rất quan trọng về nhiều mặt đối với những người thuộc cung hoàng đạo bọ cạp. Bởi có những dấu hiệu cho thấy, trong năm 2025 này, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Sao thủy mang lại hạnh phúc gia đình, năm nay sẽ có nhiều biến chuyển về sức khỏe của những người thuộc cung bọ cạp. Năm nay bạn sẽ có nhiều xáo trộn về tiền bạc. Sau Kim quá cảnh tại Bọ Cạp vào tháng 11 năm 2025, nhờ đó bạn có thể nhận được lợi ích tài chính với sự giúp đỡ của bạn bè và anh chị em. Nếu bạn là sinh viên thì bạn sẽ nhận được kết quả thuận lợi trong lĩnh vực giáo dục ngay từ đầu năm. Hãy cùng xem chi tiết tử vi năm 2025 cho Bọ Cạp về các mặt tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, tài chính kinh doanh học tập và sức khỏe. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh FNL Vận mệnh và Nhân sinh để cập nhật những video mới nhất. Tử vi tình yêu bọ cạp 2025 Bạn sẽ đối mặt với nhiều thăng trầm trong các mối quan hệ yêu đương. Đầu năm thuận lợi cho tình yêu nảy nở và các mối quan hệ bền chặt hơn. Đặc biệt, tháng 2 và tháng 3 sẽ rất lãng mạn. Tháng 3 thuận lợi cho những chuyến du lịch và trao đổi quà tặng tăng cường sự thân mật. Tháng tư có thể có những bất đồng nhưng sẽ được giải quyết nhanh chóng. Cả hai nên phát triển thái độ cho và nhận để duy trì sự hòa hợp. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 8, mối quan hệ có thể căng thẳng và xung đột, nhưng sau đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tháng 9 đến tháng 10 mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, cảm thấy nhẹ nhàng, gắn kết với người yêu. Tháng 11 và tháng 12 sẽ là thời gian tình yêu tràn đầy bạn sẽ không quan tâm đến bất cứ ai và sẽ lao vào đại dương tình yêu. Sao Kim sẽ tạo ra bầu không khí yên bình cho tình yêu và hôn nhân của bọ cạp năm 2025. Bọ cạp nghiêm túc và mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài, vượt qua mọi trở ngại trong tình yêu. Quý 2 sẽ giúp hiểu rõ đối tác hơn và giải quyết các vấn đề còn tồn động. Một số người có thể chấm dứt mối quan hệ hiện tại một cách tích cực một số cặp đôi sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ như đính hôn Bao cạp độc thân sẽ tìm được người bạn đời lý tưởng nhờ sự hỗ trợ của sao mộc những ai đang nghĩ đến việc kết hôn sẽ có tin tốt lành với khả năng cao kết hôn hoặc đính hôn vào cuối năm dù gặp nhiều trở ngại hãy chọn đối tác một cách khôn ngoan và thực hiện các công việc liên quan đến hôn nhân một cách hòa bình năm 2025 sẽ là một năm đầy biến động cho tình yêu của bọ cạp. Tuy nhiên, nếu biết cách vượt qua thử thách và vun đắp mối quan hệ, bạn sẽ có được một tình yêu hạnh phúc và viên mãn. Tử vi hôn nhân của bọ cạp năm 2025 Cuộc sống hôn nhân sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Đầu năm, tình yêu sẽ bền chặt và thuận lợi cho những ai muốn kết hôn. Tuy nhiên, Căng thẳng và giận dữ trong hôn nhân có thể gia tăng, nhưng dần dần sẽ giảm bớt, giúp bạn hiểu nhau hơn và vượt qua thử thách. Tình yêu và sự cống hiến sẽ nảy nở, mang lại thành công cho đời sống hôn nhân vào cuối năm. Các cặp đôi mới cưới có thể nhận tin vui về con cái và con cái của bạn sẽ đạt được thành công trong học tập và sự nghiệp. Nhìn chung, thời gian rất thuận lợi cho những người đã lập gia đình. Cả hai sẽ hiểu nhau hơn mang lại không khí hạnh phúc trong nhà. Tháng 2 và tháng 3 sẽ gia tăng tình yêu trong mối quan hệ, giải quyết những khác biệt. Bạn có thể lên kế hoạch đi chơi cùng vợ chồng và có thể đón chào một đứa con trong năm nay. Sự xuất hiện này cũng sẽ cải thiện mối quan hệ vợ chồng và làm cho không khí trong nhà trở nên dễ chịu, yên bình. Những người có con sẽ nhận được tin tốt lành từ con cái và dành nhiều thời gian hơn cho chúng bạn cũng sẽ tham dự nhiều sự kiện xã hội, tăng cường mối quan hệ với đối phương. Hãy dành thời gian chất lượng cho bạn đời để giải quyết những vấn đề trong hôn nhân. Nếu gặp khó khăn pháp lý liên quan đến hôn nhân, bạn sẽ nhận được quyết định có lợi và giải quyết được rắc rối vào cuối năm. Những người đang gặp vấn đề hôn nhân từ năm trước sẽ giải quyết được mọi chuyện trong năm nay. Tử vi sự nghiệp của bọ cạp 2025 Năm nay sẽ yêu cầu bỏ cạp chứng tỏ bản thân qua sự chăm chỉ và kỷ luật. Tháng 4 và tháng 8 đặc biệt thuận lợi với khả năng thăng tiến cơ hội đi công tác du lịch nước ngoài, nhưng tháng 6 có thể gặp khó khăn. Tháng 10 có thể có cơ hội việc làm mới và tháng 11, 12 sẽ đem lại thành công. Các doanh nhân nên tránh đầu tư vào xuất khẩu nước ngoài do rủi ro thua lỗ, nhưng bất động sản và công nghệ thông tin sẽ phát triển. Các chuyên gia y tế có thể đạt thành tựu và người làm truyền thông có thể khởi nghiệp thành công. Tránh đầu tư vào ngành thực phẩm sau tháng 9. Người làm việc trong cả khu vực nhà nước và tư nhân sẽ có nhiều cơ hội. Đặc biệt, bọ cạp có thể tìm được việc làm trong giáo dục và các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp nước ngoài. Sao thổ sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn trong quý đầu tiên, yêu cầu bạn phải tìm ra và làm việc với điểm mạnh và điểm yếu của mình. Nửa cuối năm, với sự hỗ trợ của sao mộc và sao thổ, sẽ thuận lợi cho những ai chăm chỉ tìm việc, đặc biệt là sinh viên và những người làm việc tự do. Sự nghiệp của người làm trong lĩnh vực kỹ thuật cũng có nhiều cơ hội thăng tiến và được khen ngợi từ cấp trên. Tử vi tài chính của bọ cạp năm 2025 Năm nay, bọ cạp sẽ phải nỗ lực duy trì cân bằng tài chính do thu nhập tăng nhưng chi phí cũng liên tục ngay từ đầu năm vì sẽ có sự mất cân bằng tài chính nên dòng tiền vào và ra sẽ liên tục gia tăng. Các tháng 11 và 12 sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính. Các đại lý và người bán xe có thể có cơ hội cải thiện tài chính, nhưng cần tránh tranh cãi về đầu tư trong gia đình. Bọ cạp có thể chi nhiều cho quần áo và trang sức, và sau tháng 10, có thể nhận được tài sản của tổ tiên. Những người làm trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông có thể kiếm thu nhập tốt. Chi tiêu cho vợ chồng có thể tăng vào tháng 6 và tháng 11 có thể gặp chi phí lớn, nhưng đầu tư vào vàng có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tình hình tài chính sẽ ổn định, nhưng bọ cạp cần kiểm soát chi tiêu và tránh các giao dịch đầu cơ. Các chi phí y tế cho người thân là không thể tránh khỏi. Sao hỏa và sao thổ sẽ tạo ra thách thức và yêu cầu sự kiên nhẫn. Nửa cuối năm sẽ thuận lợi hơn cho việc đầu tư dài hạn. Năm nay thuận lợi cho việc kiếm tài sản, với thời gian tốt nhất để mua nhà hoặc xe từ tháng 1 đến tháng 12. Nửa cuối năm có thể thuận lợi hơn với cơ hội ra nước ngoài và kiếm tiền từ tháng 8 đến tháng 12. Các tháng 2, tháng 4, 8 và tháng 9 có thể đem lại lợi nhuận từ khu vực nhà nước, nhưng cần tránh đầu tư từ cuối tháng 4 đến tháng 8. Nếu đầu tư nên thực hiện vào nửa cuối năm khi tình hình tài chính được cải thiện do sự thay đổi của hành tinh. Người bọ cạp có thể kiếm thu nhập thông qua những mối quan hệ thân thiết và lấy lại tiền đã cho vay trong nửa sau của năm. Tử vi giáo dục bọ cạp năm 2025. Quý đầu năm sẽ thuận lợi cho học sinh với tâm trí hướng tới việc học tập và cơ hội thành công cao. Từ tháng 5 đến tháng 8, việc học có thể bị gián đoạn cần chú ý đặc biệt vào tháng 9 và tháng 10 để tránh bệnh tật và ảo giác. Thành công sẽ trở lại vào tháng 11 và tháng 12. Học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi cạnh tranh sẽ đạt kết quả tốt từ tháng 1 đến tháng 4 và trong tháng 7. Học sinh theo đuổi bậc học cao hơn sẽ có kết quả tốt vào đầu năm và ước mơ du học có thể thành hiện thực. Theo các chuyên gia, tháng 9 là thời điểm cần cẩn thận do có thể gặp khó khăn trong việc học hoặc chuẩn bị thi sinh viên muốn đi học xa nhà cũng có thể gặp nhiều trở ngại. Các ngành thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, văn học và điện ảnh sẽ có cơ hội tốt. Sao Mộc sẽ giúp bọ cạp được nhận vào các tổ chức danh tiếng và thành công trong các kỳ thi cạnh tranh từ đầu năm đến tháng 4. Năm nay sẽ tốt hơn năm trước, với sự chăm chỉ mang lại kết quả xuất sắc. Tuy nhiên, sẽ có áp lực từ gia đình và thầy cô vào một số thời điểm năm 2025 sẽ rất tốt cho bọ cạp với học sinh tự động tập trung vào việc học và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ để đạt trình độ học vấn cao hơn và sẽ nhận được kết quả tốt. Những ai tham dự phỏng vấn hoặc các cuộc họp kinh doanh sẽ thành công. Tử vi sức khỏe cung bọ cạp năm 2025 Đầu năm thuận lợi, các vấn đề sức khỏe sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các vấn đề về dạ dày, ruột già, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh về mắt và đau nhức cơ thể. Sau tháng 10, sức khỏe có thể cải thiện. Tập thể dục hàng ngày và chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp duy trì thể lực. Bạn nên đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mẹ trong tháng 5. Những người có bệnh mãn tính như tiểu đường và huyết áp cao cần kiểm soát chúng khi có tuổi. Quý đầu năm sau khi sao Hỏa kết thúc thời kỳ nghịch hành, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực về sức khỏe. Tuy nhiên, cần nghỉ ngơi thường xuyên và chú ý đến các vấn đề về giấc ngủ và tinh thần. Giữa năm 2025, sao Kim có thể làm suy yếu sức khỏe, đặc biệt với những người có hệ miễn dịch yếu. Để tránh các vấn đề sức khỏe, hãy bổ sung thực phẩm lành mạnh vào chế độ ăn uống. Sao Mộc sẽ hỗ trợ bảo vệ bạn khỏi bệnh tật nghiêm trọng nhưng việc duy trì thói quen ăn uống và tập thể dục là quan trọng. Phụ nữ bọ cạp mang thai sẽ khỏe mạnh, nhưng trẻ em có thể cần chăm sóc thêm do cúm hoặc nhiễm virus. Quý 2 năm 2025, bạn sẽ thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, cần kiểm soát lo lắng để tránh các vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng của mặt trăng và các hành tinh khác. Mặc dù có thách thức Sao mộc sẽ giúp bạn giữ vững quyết tâm và tránh bệnh tật. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật video mới nhất.